vào đây làm gì phá nhà em rồi đấy? Tao tìm đi cháu tao. Này. Cháu đây là vợ tao, vợ tao thì tao có quyền vào. Có cái này nhưng mà anh mở anh xem nhà. Chia tay từ rất là lâu rồi. Chia tay thì cũng là chia tay cũng là vợ chồng từ ngày xưa thì vẫn là có liên quan. Đây là cũng bố mẹ mày thì mày giờ mày đã ly hôn rồi nhưng mà giờ mày phải cho tao ít tiền cho bố mẹ để dưỡng thai chứ. Ly hôn từ mấy năm rồi là còn quay về đây. Mấy năm thì làm sao? Mấy năm cũng là tình nghĩa. Bây giờ là cả 6 năm gần 7 năm rồi. 6 năm thì làm sao? 6 năm có nhau một bạn con rồi. Con tao đâu? Cháu tao đâu rồi? Cháu nội tao đâu? Bây giờ cô chú ấy có muốn cho gọi công an phường hay không? Đây là công an phường gì? Mày gọi đi mà mày quay gì? Con đi. Em cứ đi quay. Con đi. Chị cứ quay lại. Chị cứ quay lại để lấy bằng chứng nhớ. Bằng chứng cái gì? Bằng chứng cái gì? Đây là tội xâm nhập nhà người khác trái phép nha. Sao lại trái phép? Đây là nhà vợ tao, tao vào thoải mái. Vâng vâng. Cái gì bây giờ tranh giấy tờ này thì không được. Nhưng mà tao nhá, thăm cháu lộ ngày tao xưa là, tao là đấy. Ngày xưa đây ở với nhau về chung một nhà này. Rồi thì vẫn là vợ chồng. Ý anh là muốn đến để xin đúng cái loại này bỏ sớm đúng không phải chim bỏ mà là chết. Mày phải có nghĩa vụ mày đưa chung cấp tiền để cho bố mẹ tao với tao sống. Mày bán thuốc sinh lý mày thiếu đất gì tiền thế bây giờ anh không tự đi mà làm anh đến đây mà đòi à? Tao làm nhưng vẫn không đủ ăn nên là giờ không tao đủ ăn thì tự tự anh nó là bố mẹ. Bây giờ tao quan tâm đến cháu lộ tao. Thôi cháu từ từ để cho nó ở trong tờ đã giờ cái tiền đây là này. Tiền gì? Tiền nào? Tiền nhá, cấp cho bố mẹ. Bây giờ nhá. À, cháu không phải là con dâu của các bác nữa. Cháu không phải. Này, tôi mới chuyển giấy tờ không còn cái gì nữa cả. Chuyển giấy tờ nhưng mà ngày xưa cháu lộ tao rồi, cháu lộ tao. Anh nói với em tờ, anh nói với em nhá. Cái thằng con đấy là tên giấy tờ vẫn là tôi là bố, tôi cô là mẹ, thì gọi là liên quan đúng không? Này, liên quan. Nói anh biết này. Anh thế rượu nhiều quá thì đáng trí à? Sao nói gì như nào? Nói đi. Uống rượu nhiều quá bị ngáo à? Bây giờ đầu óc không nhớ gì à? Này, con tôi mang họ tôi nó chưa giờ nó để tên của họ của anh này. Nha. Nha, tôi nói anh biết nha. Anh ở đâu? Tôi biết cái này. Giấy này xin. Từ từ đã. Thằng giấy này xin. Bố không phải tao nói. Cho nó nói đó, bố đừng nói đó. Cho nó nói đó. Tôi nói xin biết nha. Anh bỏ con từ lúc nó 4 tháng tuổi và bây giờ nó 7 tuổi rồi. Từ lúc đấy bây giờ anh chu cấp được đứa nó nghìn nào không hả? Mà bây giờ đi. Mà bây giờ anh đến đây chỉ đạo tôi hả? Mà bây giờ hai ông bà đến đây nói cháu. Hai ông bà có quyền gì? Từ lúc đấy bây giờ hai ông bà chưa bao giờ chồng cấp cho nó 1.000 đâu cả nhá. Tính mày bảo. Tính mày bảo. Tính mày bảo. Tính mày. Cho anh một ít là chả bó bèn gì đâu. Cho anh ít đi. Bây giờ tôi hỏi câu cuối. Các người có ra khỏi nhà tôi không? Nếu như không ra khỏi nhà tôi ấy thì đừng có trách. Giờ anh đang định nhà về đây sống luôn này. Để nhà ở là lỗ gì này? Tao cứ đến tao chơi. Giờ hay như này nha, về anh về bố mẹ sắp xếp đồ thì sang đây ở luôn. Nhà mình lại đây xong rồi thì về về. Tao về về. Đấy thì chưa. Nhà mình lại ở chung với nhau. Này. Thế bây giờ lại thế bắt em, cháu thế em trai lại định không tỉnh giống anh à. Hả?
Thằng em dạy thằng ngáo ấy. Hả? Ngáo cái gì? Đợi đấy mà nó ngáo nhá. Bây giờ mình xem nào. Săn chủ đây người ấy, thằng ngáo lại. Thôi được rồi, không cần tắt. Giờ cái này mình dọn đến đây mình ở luôn. Ở nhà của cháu, nhà của luôn luôn. Mọi người đây, mọi người đây. Thôi mình lại quay lại em ạ. Đấy, rồi. Giờ anh em làm ăn. Tránh ra. Làm sao? Làm sao? Nó kinh ngạc. Biết sao? Mình đuổi ra bằng nữa. Rồi nha. Này. Ngày chưa bị ăn đòn chưa nó à? Giờ lại muốn ăn đòn nữa. Hả? Hay này, tao nói anh biết chứ, hay là tôi tố anh tặng một người tôi chứ. À, giờ em nhiều tiền em lại banh mặt lên khinh anh nhá. Anh đã đấy, em yên tâm đi. Con nào? Đến đây. Giờ này. Giờ cho anh 20 củ và qua 6 rưỡi là anh sẽ gửi lại em. 20 củ. Không chơi tham gia. 2000 thế là thế nào? Nhá. Em sao lại càng tình càng nghe đây nhỉ? Càng tình càng nghe, giờ bán thuốc được nhiều rồi, giờ có tiền rồi. Thì đưa cho anh một ít, có làm sao đâu, 20 củ của em có bó bèn gì cho bây giờ bán hàng một đêm của em. Thấy chưa? Đi, chưa? Nói chung là ông bà đừng nói nhiều, ông bà đi về. Nhưng mà bây giờ mày có quyền đi đây đủ không? Đây cũng là nhà của tôi, có một đất tìm cái đó. Có tìm đâu tìm rồi, không thấy. Nhà nhưng mà mày có làm gì đâu, tao chỉ thấy vợ tao là live stream ở nhà mày. Không thấy. Đây nói thẳng ra ra luôn là con lớn rồi thì bố mẹ với anh đến này đón con về nuôi. Thế thôi. Cái gì nó giống đúng tâm rồi. Thì nó phải theo tâm nhỉ. Tại theo bố ấy. Này tôi nói phải giống tâm giống tâm như con ấy. Nó không mang họ anh từ lúc đẻ này. Dòng máu của anh. Dòng máu như giấy tờ là nó chứng minh là con của anh. Này nhá, con nói cho bác biết nha, cái lúc mà con bé đẻ ra ấy, chính miệng bác nói là gì đã phải con của, chắc gì đã phải cháu tôi. Giờ trách nhiệm rồi, nó là con. Bây giờ bác có quyền gì? Ngay cả cái lời nói của bác từ lúc đầu cháu đẻ con ra, bác đã bảo là chắc gì đã phải sao cháu không của có tôi. Quyền gì? Giờ trách nhiệm lên rồi. Bác bảo bây giờ xét nghiệm rồi. Bác để cháu nói. Bác để cháu nói nhá. Được chưa? Bác để cháu nói, từ lúc mà cháu đẻ con bé ra đúng không? Bác nói với cả bố cháu là chắc gì nó đã phải là cháu của tôi. Thế bây giờ bác có quyền gì bác đến đây? Vì mày lăng nhăng hết thằng loại thằng kia thì này cháu chưa lăng nhăng, bác đừng anh không nói có nha. Thôi không phải cái nhau mà tuổi nhau là bán tuổi nhau là bây giờ ông bà đây đang phải nhà cháu nhà tao nói nhiều gì nói nhiều người mày mà cháu ra đây xong rồi tao cái ai rồi đi ra đóng cửa lại đi ra đóng cửa lại. Thằng con nó không ở dưới, mình đón ở dưới cũng chưa chờ, mình đón con về. Đây, đây chỗ này mình đón. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Vừa vào dần nên kéo cả lũ cả ly lên đây, không ăn vạ nhà người ta.